Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Orange County Advantage Medical Group phục vụ sức khỏe quý vị cao niên trên 65 tuổi 714-889-0777 TNT Cabot Thai Cabinet chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất 714-894-1177 Go farther than you ever thought possible in a new fuel efficient Corolla Hybrid Electric, Camry Hybrid Electric, RAV4 Hybrid Electric, and Highlander Hybrid Electric. Lê Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình bản tin tổng hợp chiều của Đài Lido Sài Gòn TV trên băng tầng 56.10 trên trang nhà Lido Sài Gòn TV.com và chúng tôi cũng sẽ chiếu lại trên YouTube và Facebook. Ngày hôm nay là ngày thứ ba thưa quý vị, ngày 5 tháng 7 năm 2022. Và để mở đầu là phần tin Việt Nam, Lê Thái xin điểm qua một vài thông tin nổi bật xin mời quý vị cùng theo dõi. Diễn viên và nhạc sĩ Việt bị bắt về tội cưỡng hiếp được tài ngoại. Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt về tội tuyên truyền chống nhà nước. Người phụ nữ trôi giặc 7 tiếng trên biển trước khi được cứu. Và sau đây là bản tin chi tiết, xin mời quý vị cùng theo dõi kết thưa quý vị, diễn viên và nhạc sĩ Việt bị bắt về tội cưỡng hiếp được tài ngoại và có luật sư. Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng bị bắt ở Tây Ban Nha vì bị tố cáo hiếp dâm đã được luật sư đại diện và hiện đang được cho tài ngoại hậu trang. Trước đó, hai nghệ sĩ Việt Nam này bị một cô gái 17 tuổi, người Anh, tố cáo đã cưỡng hiếp cô tại một khách sạn trên đảo Mallorca sau khi cô đã gặp gỡ và uống rượu nói chuyện với họ ở một nhà một nhà hàng gần đó. Họ đã bị cảnh sát bắt giữ tại khách sạn nơi họ đang lưu trú vào đầu giờ sáng ngày 25 tháng 6, trong khi cô gái tố cáo đã về lại Anh cùng với gia đình. Theo ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, hai người này vẫn chưa bị truy tố và vụ việc chỉ mới là nghi vấn. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc ở Tây Ban Nha, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nơi Hồ Hoài Anh đang làm giảng viên đàn bầu đã họp khẩn và ra quyết định tạm đình chỉ công việc của Hồ Hoài Anh để chờ kết luận điều tra. Theo quy định, thì công chức viên chức nhà nước khi đi nước ngoài, dù là đi du lịch với mục đích cá nhân, đều phải xin phép cơ quan chủ quản. Trong khi đó, diễn viên Hồng Đăng nằm trong biên chế nhà hát kịch Hà Nội. Các chương trình có sự xuất hiện của Hồng Đăng đều bị cắt khỏi chương trình phát hình của đài VTV. Blogger Nguyễn Lân Thắng bị bắt về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Hôm ngày 5 tháng 7 vừa qua, Công an thành phố Hà Nội đã bắt giữ nhà hoạt động Facebooker Nguyễn Lân Thắng với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo một người thân của gia đình, ông Nguyễn Lân Thắng bị bắt vào khoảng 8 giờ sáng khi đang trên đường đi uống cà phê sáng ở phường Thịnh Quang. Công an đưa ông đi luôn và sau đó quay lại khám xét nhà riêng của ông, tịch thu điện thoại, laptop và một số sách về nhân quyền. Nguyễn Lân Thắng xuất thân từ một gia đình khoa bản ở Hà Nội. Ông nội của ông là giáo sư Nguyễn Lân, tác giả cuốn từ điển tiếng Việt được sử dụng từ nhiều thập niên qua. Nhiều người con của cụ Nguyễn Lân là giáo sư tiến sĩ hoặc bác sĩ nổi tiếng của Việt Nam. Ông Nguyễn Lân thắng sinh năm 1973 là kỹ sư xây dựng, ông tham gia phong trào biểu diễn biểu tình chống Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam từ năm 2011 và là một trong số những thành viên cốt cán của phong trào No You. Ông còn là một nhà nhiếp ảnh với nhiều hình ảnh và video về biểu tình vì chủ quyền biển đảo và đấu tranh chống bất công ở Việt Nam. Và là một Facebooker với hơn 152.000 người theo dõi. Năm 2013, ông bị câu lưu ở sân bay nội bài và tra khảo bởi an ninh sau khi trở về từ Thái Lan và Philippines, nơi ông học một khóa học dân sự và gặp quan chức nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để báo cáo về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Một năm sau, ông bị cấm xuất cảnh trên đường sang Hoa Kỳ để tham dự Ngày Tự do Báo chí Thế giới tổ chức bởi UNESCO. Nhiều lần gia đình ông bị tấn công bởi lực lượng dân sự thân thiết với chính quyền Việt Nam. Và cũng trong phần tin Việt Nam, kính thưa quý vị, người phụ nữ trôi giặt 7 tiếng đồng hồ trên biển trước khi được cứu Chị Lê Thị Liên 40 tuổi ở huyện Bố Trạch, Quảng Bình, đi tắm biển thì bị sóng cuốn trôi dạt 7 tiếng trước khi bà chị được cứu. Và sự việc này đã xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua, ngày 4 tháng 7. Chị Liên đi tập thể dục rồi tắm biển ở xã Hải Phú thì bị sóng cuốn ra xa. Chị cố bơi vào bờ nhưng bị đuối sức nên nằm ngửa, thả trôi tự do. Đến gần 1 giờ trưa cùng ngày, tàu cá do ông Nguyễn Tiến Vững 51 tuổi, trú ở thị xã Ba Đồn làm thuyền trưởng phát hiện chị Liên đang trôi dạt. Ông vững cùng các cư dân đã đưa nạn nhân lên tàu trong tình trạng chị Liên bị kiệt sức và có phần hoảng loạn. Tuy nhiên sau đó chị chị đã hồi tỉnh và qua thông tin chị cung cấp, người ta biết từ chỗ chị tắm biển đến nơi được cứu cách nhau 7 km. Chị Liên đã được đưa về cho gia đình chăm sóc trong tình trạng sức khỏe đã ổn định. Và cũng trong phần tin Việt Nam kính thưa quý vị. Giá dừa khô ở tỉnh Bến Tre từ 6.500 đồng một trái khoảng 30 sen, nay đã giảm xuống còn 2.000 đồng một trái, tức chưa đến 10 sen, khiến cho thu nhập của những gia đình nông dân trồng dừa bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Không chỉ vậy, lượng dừa khô tồn động trong dân còn rất nhiều do các cơ sở cũng ngừng thu mua hoặc thu mua ít. Nguyên nhân giá dừa xuống thấp là chủ yếu do ảnh hưởng của sự cạnh tranh về giá giữa các nước xuất khẩu dừa trên thế giới. Giá bán trái dừa phụ thuộc vào nhiều yếu tố như là giá cơm dừa, vỏ dừa, nước dừa, vân vân Mà hiện tại thì các sản phẩm phụ phẩm này giá giảm mạnh và gần như không xuất khẩu được do phụ thuộc vào thị trường của Trung Quốc. Hiện đang cũng được thực hiện chính sách là Zero Covid, hạn chế nhập cản, nên lượng dừa khô xuất khẩu sang thị trường này giảm gần 80%. Để giải quyết những khó khăn do ngành dừa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre còn kiến nghị Trung ương thúc đẩy nhanh quá trình đàm phán với Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sớm cho phép trái dừa tươi Việt Nam được vào danh sách được xuất khẩu vào Hoa Kỳ. Bác sĩ kỹ sư giảm lừa gần 100 phụ nữ Việt lấy hơn 1 triệu Mỹ Kim. Hôm ngày 5 tháng 7 vừa qua, Tòa án tỉnh Quảng Nam đã xét xử tuyên phạt Ukechuku Ejichioto, 45 tuổi, quốc tịch Nigeria, thường trú ở Sài Gòn, 21 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bên cạnh đó, các bị cáo khác của đường dây lừa đảo này là Hồ Thị Anh Thư, 37 tuổi, lãnh án 11 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nguyễn Thị Hương, 47 tuổi, 10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả sử dụng con dấu. Tài liệu của cơ quan, tổ chức. Ngoài ra, một số người khác cũng bị kêu án tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo cáo trạng, từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 7 năm 2019, ông Ezitiedo cùng nhóm người tại Cambodia lên mạng xã hội bịa rằng mình là bác sĩ, kỹ sư tại nhiều nước để kết bạn trò chuyện với nhiều phụ nữ sống ở Việt Nam. Những cái này nói mong muốn được về Việt Nam sinh sống nhưng do đang bị vướng vào thủ tục đóng bảo hiểm, vé máy bay nên nhờ các phụ nữ này giúp đỡ và hứa hẹn sẽ sang Việt Nam, sẽ gửi hoa hồng hoặc gửi quà về. Tiếp đó, họ lại nói rằng quà đã được gửi về nhưng nhân viên sân bay đã yêu cầu chuyển tiền đóng thuế thì mới nhận được thùng quà có giá trị. Bằng cách đó, nhóm này đã lừa nhiều phụ nữ chuyển tiền vào tài khoản của chúng. Tổng cộng trong vụ này có đến 97 người phụ nữ Việt Nam bị lừa với số tiền lên tới 27 tỷ đồng, tức hơn 1.1 triệu Mỹ Kim. Kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin Việt Nam. Lê Thái xin quý vị hãy giữ màn hình. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay sau phần quảng cáo những thông tin thương mại. Bảo trợ cho đài!